Bây giờ mình sẽ để cho nó thấm nha cả nhà, cho sườn nó thấm nha. Mình cứ để mấy cục đá vô đây nè. Ngon mấy con. Nè. Hello, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV của mình ngày hôm nay nữa. Hôm nay thì Sinh sẽ cùng với đứa cháu mình sẽ nướng một ít sườn để mà thưởng thức ngày hôm nay, để mời cả nhà cùng xem nha. Và bây giờ không để cả nhà chờ lâu nữa, bây giờ mình sẽ vô chế biến sườn với lại ướp và rửa cho sạch sẽ cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mình có mua một ít sườn nha, để mà mình làm một ít cho sườn nướng. Đây, đây là sườn heo nha cả nhà, 3 kg ha. Đó. Cả nhà, sườn rất là nhiều nha, mình sẽ ướp gia vị. Bây giờ mình đang làm cái công đoạn rửa cho sạch nha cả nhà, bỏ muối vô nha, rửa cho sạch sườn. Đó, mình sẽ nướng công công vậy nè, mình ướp mật ong với lại gia vị rồi đem lên nướng cả nhà. Đây, đây một ít nữa nè. Sao sạch đây. Có thuốc mà cái nó đứng nhìn. Đi sườn đi. Hôm nay mình sẽ ăn sườn nha anh em. Mẹ. Bao nhiêu hả? Cái gì? Bò nói sao? Ăn bao nhiêu? Bò có ăn cây một à, cho bò ăn cây thôi. Bò ăn cây thôi. Nhỏ mà ăn chi nhiêu nhỏ nè, nè, bò ốm, bò đã xin dưỡng rồi. Ăn chi nhiều. Nhường cho nhỏ luôn đi. Nhường nhỏ luôn hả? Sao bạn? Bạn ăn gì? Bạn ăn mấy cây? Nhỏ thôi ăn cây thôi. Nè, này 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 với này ăn cây. Nè, này này ăn cây. Cái gì nữa? Ngon lắm nha. Cây bự bự vậy nè cả nhà. Đó, như này nướng gì mà ngon nè. Mẹ. Bò tính sao? Bò ăn mấy cây? 50. Rồi. Về lấy thêm 50 ngàn nữa, mua thêm. Sáu cây được rồi. Cái gì? 6 cây. Ơi, cái miệng à. Làm răng gì đoạn 6 cây. Kìa con nhỏ này nó buồn nè, nhỏ này nó buồn nè. Khóc rồi kìa. Cho 1.5 cây. Con này 1.5 cây luôn. Còn bạn này á là bạn này là cho gần 1 cây. Kiểu không? Bây giờ là mình bắt nước nha cả nhà, để mình trụng sườn qua một lần nha. Bây giờ mình trụng ngay cả nhà đó, vừa trụng sôi xong rồi. Cho sườn nó bớt tanh tanh chút. Cho sao cho săn săn cái thịt lên cho nó ngon. Mình có mua thêm một ít này để làm riêng nha. Thank you.
Ây da, cả nhà nhiêu đây thì mình nấu cháo nha, nấu cháo sườn để ăn nha cả nhà. Lấy cậu cái nắp đi cho chồng. Bây giờ mình đang bắt cái nồi cháo mình lên nha, cho nó ngon cả nhà. Cháo sườn, đợi cho cháo nó chín nha cả nhà. Bây giờ mình kiểm tra sườn một chút xíu nữa nha. Rồi mình nấu cháo thêm tầm cỡ 15 phút nữa đi ha, cho nó ngon ngon rồi mình ăn. Mời cả nhà nha. Wow, nóng quá. Ngon quá cả nhà. Sườn còn vị ngọt. Ngon. Chút nữa nồi cháo gà chín thì mình sẽ đổ này vô nha cả nhà. Còn bây giờ là mình sẽ ướp nha. Chút sườn. Cái gia vị này. Mình nước tầm cỡ 30 phút à. Ngon. Ướp tầm có 30 phút á, cho nó thấm thấm rồi cái chiều mình nướng lên cả nhà, mình nướng cộng cộng như nè, đó mình gặm ăn cho đã. Rồi bỏ màu đều vô ha, cho đẹp. Đây có chút gia vị, đường, ngọt, muối. Bắt đầu mình trộn cho nó đều, cho nó thấm, rồi mình để tầm cỡ 30 phút, 40 phút nữa cả nhà. Có khi để cả tiếng luôn, rồi cho sườn nó thấm. Bây giờ mình sẽ để cho nó thấm nha cả nhà, cho sườn nó thấm nha. Đó, mình có để mấy cục đá vô đây nè, mỗi bên 3 cục. Tại mình có tủ lạnh nên để vô đây nha cả nhà. Chất lượng luôn cả nhà. Nóng quá, cháo nóng quá cả nhà ơi, nóng lắm. Trời hôm nay có mưa nên cả nhà thông cảm với mình chút nha. Khi cái nảnh không được sắc nét. Mời cả nhà nha. Ngoài trời đang mưa đó. Mời cả nhà nha. Trời ơi, ăn cho nó ấm ấm. Trời cái nồi đang cả chiều.
giờ mình sẽ lấy than ha, lấy than. Mình lấy than mình bỏ vô, mình bắt đầu bắt than lên nha cả nhà. Mình sẽ bắt than lên nha. Bỏ than lên đây. Bỏ than lên đó đó. Sẽ làm một ít than thôi cả nhà. Làm ít than để nướng sườn nha. Cả nhà ơi, bây giờ mình đã chuẩn bị xong cái lò than rồi. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu đem sườn lên mình nướng nha. Thôi bây giờ bắt đầu mình nướng nha cả nhà. Đó, than mình cũng vừa mới chín hơi hơi rồi cả nhà. Mình có bỏ thêm một ít than vụn vô nha, để cho nó chín nữa. Rồi ok, bắt đầu đem sườn lên nướng thôi cả nhà ơi. Cái gì cả nhà. Rồi bây giờ than hơi hơi vậy nè. Ra tên mấy đứa ngồi ổng ra. Đây sườn này cả nhà. Đó. Ngồi rộng ra Ngọc Anh bảo anh. Minh Anh. Ờ à, lộn. Cậu đang nướng xong ăn hả? Ờ nướng xong ăn luôn. Ê cậu xinh hơi ngộ quá, không lẽ nướng xong rồi dùng. Ôi bắt đầu sườn nó hơi thơm thơm cả nhà ơi. Mình có ướp mật ong vô đây nữa nha. Mình có bỏ một chút mật ong vô đây để mà cho nó thơm thơm. Đây nước chấm của mình đây, mình mới làm nước chấm đây nè cả nhà. À, nước chấm của mình vừa mới làm xong đó. Cái này không có cay đâu, ăn được cái tư. Cái này không có cay. Cái rắn này không? Có nói gì không dạ không? Không. Tao có ăn gì không? Tao vậy sao cười vậy? Lúc trộm nó nhiều người. Thấy lên em. Ở dễ hoài vậy. Ai muốn làm gì thì bấm đăng ký là được. Mẹ. Sao vậy? Sao cười vậy? Ngại hả? Mọi người nhớ đăng ký kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV nha. Đăng ký kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV nha. Vậy mà đi bộ nó mình chơi chú Huy. Nhớ like nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hello mọi người nha. Đang nướng sườn rất là ngon. Chị cứu kìa. Buồn vậy. Tóc buồn rồi kìa. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức chứ xin với cách cháu mình cái món sườn này nha. Kìa dĩa cũng miếng nhưng hết tầm lần. Đây nó chấm rồi nha, nó chấm nè, quá trời ngon luôn. Còn ngon á. Có chừng nóng nha con. Có cái gì chăm chung. Thấy mùi thơm. Nóng nha. Thơm quá. Kìa con Yến. Từ từ hả bác con, từ từ. Có mùi thơm. Nè cho bôi với chị Yến chung đi. Còn lát nữa. Rồi qua hai cây luôn. Cái gì? Đúng rồi. Cái này nè. Bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mấy đứa cháu mình nha cả nhà. Cái nào nó cũng nhiều. Ăn thôi các con ơi. Wow. Bi, xin, xuống đây cái nhà đi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Rồi ăn đi anh Thiện. Có đang ăn không vậy? Đây có đang ăn không vậy? Có. Ghê trời. Rồi ăn đi Bi, con cầm ăn thoải mái đi Bi.
mạnh mẽ lên coi, bỏ tiền ăn bên đây. Ừ, rồi ăn đi con. Ăn đi, còn nhiều lắm nè. Còn quá trời luôn phải không? Còn nhiều lắm cả nhà ơi. Múc cây dĩa đi cũng được em. Con lấy cái muỗng múc cây dĩa ngon chứ. Hôm nay mấy đứa cháu mình ăn kiểu Ấn Độ. Ăn riêng đi. Ăn ngon không? Cậu nóng quá cậu. Hỏi đi con. Ngồi rồi. Cái này để làm cái gì? Cái bữa nóng luôn. Cái sườn. Cái bữa nóng nóng. Cái bữa mì gà nữa. Còn nó cái chiến không nè. Ai biểu cái gì? Mày đọc cái bữa mình đi. Sao rồi chi? Ngon. Ngon không là chi? Đồng chí. Trời ơi khổ yếu quá vậy. Ngon. Hơi nóng rồi, cái nhà hơi nóng. Ô, không có chai. Hả? Không có cay. Không có cay, nó không có cay. Từ không biết ăn đâu, để lát con ăn gì cho. Nóng. Cái rồi em, cái này không? Yến có chấm này không? Chấm thử cái này không? Đâu biết ăn cái đó đâu. Rồi nè, đưa cho ai? Mấy đứa, chấm không? Mời con anh chấm đi con. Còn anh chấm đây. À. Chín không vậy? Chín. Để chín. Ngon đây chứ. Trời ơi, một bánh xương dài thòn. Ngon. Một bánh nóng rồi. Thiện ăn còn sạch hơn nữa. Ăn vậy mới ngon cả nhà ơi. Ăn vậy mới ngon nha. Xương là phải ăn tay. Vì á là mình có lấy mấy con tay cho mấy đứa cháu nó, nhưng mà mấy cháu nó thôi. Chúng mình ăn kiểu Ấn Độ. Ngon hơn. Chúc các bạn cũng sẽ bóc tay luôn cả nhà. Ăn nhiều ngon cả nhà. Bóc tay mới ăn ngon. Chấm thôi. Chấm không được nha. Chấm đi nè. Chấm đi nè. Chấm dán ngậu. Trời mẹ ơi. Mẹ dán ngậu ra đi. Chay luôn hả? Dạ có chay. Mình chấm rồi. Chấm ngon. Đứa nào cũng như nhau mà. Vì mấy đứa ăn mình buồn lắm cả nhà. Mình đâu được ăn đâu. Tại vì mình phải đợi nó ăn xong rồi mình mới được thưởng thức. Cả nhà thấy không? Đóng nè. Ủa cái già đã ăn rồi. Chấm cái nước chấm kìa. Kẹp cái lá được ăn luôn hả cậu? Kẹp cái lá được ăn. Nóng. Trời ơi. Nóng cái gì vậy? Nửa giờ nha. Nó ngồi nghe đó thôi. Dừng nó. Ngon ngồi. Bỏ đi bớt. Bỏ cái nhà nha. Màu răng. Màu chung màu răng vậy coi chọc nó. Rồi nè, cô Thiện à. Đó. Rồi cô bé nè. Đó. Đây là hai đứa nè. Đó. Nóng nha con, nóng nha. Thở nha. Bé thở nha bé. Thở bé ơi, nóng á. Mẹ. Chị của thằng đời chi đây. Đưa diễn đó chơi. Bye bye đây, bye bye. Đưa cho bye đi. Nước này chua hả? Chua chua ăn nước cay cay á, nước này nè, chua chua cay rồi, ngon à. Của Phạm Thắng Băng. Quà Thắng Băng ơi, ở đây. Bé mà xin cái xong để gì chờ cái lại. Để cái này rồi cái này đi, cái nào cũng được. Rồi đưa cho Phạm Băng Băng. Có răng xé không vậy? Có răng xé. Đáo Thiện. Có răng xé không? Mấy cá? Ăn 3 cây nghỉ nha. Ừ, nè. Còn mấy ăn 2 cây rồi. Còn mấy ăn có 2 cây rồi. Mấy cái dĩa nè. Rồi quá trời ngon cái nhà. Ăn với đứa cháu mình nè. Ăn gì nó mới đã cả nhà ơi. Cái thịt sườn của nó ngọt đại luôn. Ăn chung gắn nha. Ăn nguyên cây mới ngon. Đã lại không cả nhà. Con người ta ăn hết cái thịt sườn này luôn á. Vậy hả? Trời ơi. Ngon quá nhà. Đậu quá. Mấy mình ăn thịt mấy
ông kia ổng ăn xương đó đúng rồi. Không mà ổng ăn xương á, ổng chắc. Bây giờ cậu cháu mình đã thưởng thức xong cái món sườn rồi. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ theo dõi kênh của Sinh nha. Bây giờ mình hẹn gặp lại cả nhà vào những cái kênh sắp tới nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha, đã luôn ủng hộ kênh mình. Cả nhà nhớ đăng ký, subscribe, chia sẻ cho kênh của mình nha, để theo dõi những cái kênh, những cái video sắp tới nha cả nhà. Bye bye. Bye bye. Nó có